Rồi, câu số 1 nào. Câu số 1 là D. D. In front of nghĩa gì con? Không phải được. Rồi, behind. Sau. Behind là đằng sau. Next to. À, kề bên gì? Kề bên. Under. Under bên dưới đúng không nhỉ? Ok, xe đáp án D đúng không? Tiếp câu số 2. Con ai là B gì? B, D. B. Stand under a tree là gì? Ở dưới đúng không? Tiếp tục câu số 3. Câu số 3 là C gì? C gì? 3 là C. Ở trong kitchen. Tiếp tục có tới câu số 4. 4 là A gì? Ủa? À, 4 là fan hả? Fan là gì con? Cái quạt gì? Rồi, tiếp tục câu số 5. B. Steel house nghĩa là gì? À, nhà sàn nữa gì? Rồi, tiếp tục câu số 6. Câu B gì? Ok, nếu mà cái từ ghế số nhiều ở trên thì dùng te, mà nếu mà từ table thì sẽ dùng te nhá. Câu số 7. Bảy xe gì? Bảy. Có từ not any nhá, là không có ai cả, not any. Còn từ children là nhiều hay ít hả Đức Anh? Nhiều. Ok, câu số 8. Tám D gì? Favorite là gì con? Favorite. Wonderful. Wonderful là gì? Tuyệt vời. Comfortable. Là thoải mái. Beautiful. Đẹp. Đẹp. Tiếp tục câu số 9. Phòng của tôi sao? 9 là A gì? Messi là gì? Messi là lộn xộn lắm gì? Ok. Tiếp câu số 10. C gì? Bạn sống ở đâu hả? Ok. Tiếp tục nào. Chưa động từ phải không? Nào, câu số 1. Yeah. Xe gì? Xe A. Xe A. Aren't. Don't like là gì? Không thích gì? Không thích vườn vào mùa đông bởi vì không có gì? Nhiều hoa. Nhiều hoa gì? Ok. Nhiều hoa. Câu số 2. Yeah. Cái này từ furniture là gì? Yeah, ít đúng nhỉ? Furniture là gì con? Không chứ chị vừa cho sao furniture là gì? Đâu đi. Nội thất. Furniture này. Nội thất thì ra không đếm được để ít xe o. Dạ ít. À dạ. Ít. Câu số 3 nè. Do you get up? Do you get là thì gì? Thì hiện tại đơn lúc gì? Ok, câu số 4. At the moment, thì gì? Thì hiện tại đi diễn đi. Câu 4 là aren't repairing.
Preparing. Prepare là gì con? Chuẩn bị đúng không chị? Rồi, câu số 5. Năm là easier. Câu số 6. Câu là he's playing my style. Sao thêm gì? Em biết. Bảo ơi. Đây cô. Chứ con làm bài chưa? Con đang làm cô. Câu số 7. Cô xem. Lúc đấy là lúc giữ nguyên đi. Câu số 8. Are you looking for? Looking for. Look for là tìm kiếm nhá. Bạn đang tìm gì thế? Tôi đang tìm bút. Câu số 9. Câu số 9 là doesn't spell. Câu số 10. 10 là device thêm s và ít chị. Hai bên cùng thì gì đấy? Tại đơn. Tiếp tục tới câu số 1. Học sinh student. Đối student. Học sinh lên trên cô còn chưa viết xong cô ơi. Câu số 2. Sáng tạo creative. Tiếp tục vào tối câu số 3. Nói gì? Câu số 4. Đó là messy. Câu số 5. Speaking. Speaking. Câu số 6. Đó là interesting. Interesting nghĩa gì? Interesting nghĩa là quan tâm đúng gì? Quan tâm. Interesting class là gì? Các câu lạc bộ thú vị đúng gì? Ok, câu số 7. Bởi là thoải mái. Ok, câu số 8. Calculators là gì? Là cái máy tính. Máy tính. Bài này hơi khó nhé, làm nhiều mới biết được. Ok, câu số 9. Favorite. Bảo biết dành chương nhá, không tí nữa lại bảo con chưa biết xong. Câu số 10. Excited. Rồi là excited. Excited. Tiếp tục là tớ. Bạn sống ở đâu? In a town. Sống cùng với ai? My parents and sister. Có bao nhiêu phòng? Five. Có gì ở trong phòng khách? A sofa set, a television and a lamp. Phòng ở đâu? Between a study and the staff. Oh, study là nghĩa là gì nhỉ? Tại sao lại đấy nhỉ? Tiếp. 6. Có tivi trong phòng bạn không? Yes. There is big one on the way. It.
đề đúng không? Hát. Ok, TV to à? Tiếp, phòng yêu thích của bạn phòng nào? My bedroom. Có tranh ở trong bếp không? Yes, there on next to the window. Oh. Bài này mấy câu? 7 câu, 8 câu à? Ok. Một phòng nhỏ có cái gì ở trên trong phòng đây? Số ít nào? À đúng chị. Furniture nghĩa gì con? Đồ đạc chị, đồ đạc và nội thất chị. Trong phòng ngủ à? Hay là trên giường? Trên giường, trong phòng là gì? Trên giường có một số bức tranh trên tường. C. Tranh trên giường có 3. Bên phía trái có cái gì? Bed. Một cái ghế. Còn một cái ghế khác thì ở đâu? Between and between nghĩa gì con? Ở giữa chị. Ở giữa. Một câu số 5. Trên bàn có những vật thể đâu? 5D. 5D. Câu số 6. Bên cạnh cửa bên phía phải có cái gì? B. Khăn đó. Tiếp. Sau cái giường có gì? Xe. Sau này là gì con? Sau này là cái gì? Tắm. Cái này cái khăn tắm à? Đây bé là cái giường hay sao? Ok, tiếp tục vào tờ lao của cô số 7. Sau mấy giường. Xe. Xe. Rồi, câu số 8. Đó là B. C. Không nhiều đồ, modern nghĩa là gì con? Hiện đại. Ok. Từ things này số nhiều nên dùng T, A hay I sản bảo. Có được câu số nhiều nên dùng là T, A. Đúng rồi, mà có từ any nữa thì phải có từ gì đây? Not. Nha. Not any. Ok, tiếp tục. Rồi, bài này sẽ đọc dịch một chút. Nào, nhà của tôi big hay small nào? Big or small? Nhà của big. Is how it's big. How it's big. Rồi, chị sẽ viết tắt. Còn khi bọn em trả lời thì nhớ trả lời đầy đủ. Tiếp tục, có bao nhiêu phòng? 3 are 4 room. 4 room. 4 phòng à? Ok. Rồi nhớ kể ra các phòng là gì nha. Vâng. Tớ là phòng ngủ ở đâu? Phòng ngủ của Peter ở đâu? On the first floor. On the fifth floor, first floor, between his parents' bedroom and the bathroom. Ok. Rồi, để trả lời nhá. Tiếp nào. Bây giờ điền cái này bài 3 nhá. Làm bài chưa Bảo ơi? Cô ơi, con chỉ mới làm cái bài từ sau rồi cô à. Rồi, chỗ này điền từ gì? À, chỉ bơ. Biscuit là bánh bơ. Gì? Bánh quy. Rồi, picture là gì? Ánh nhỉ. Blackboard. B. Rồi đây con gì đây? Honey. Bờ. Honey. Cái nào? Bờ. Banana. Bờ. Đàn piano nào? B. B. Tắm nào? Bờ.
Dạ ngoại nào. B. Big. Tiếp tục vào tờ sách nào. Bờ gì? Bờ. Bữa tiệc nào. B. Bờ. Bờ. Xe đạp nào. Bờ. 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 Công viên nào. Hạ. Hạ. Thơ. B. Cái gì đây nhỉ? Đâu mắt thì... Yeah. Tiếp tục vào mũi nào. Nose. O với ear. O với ear. Nose. Ngày đầu nâu ha để con nói. Tiếp tục vào tớ nào. O với u. Tiếp tục vào tớ tai nào. A. A gì? A là ear đúng không? Nào tóc nào. Ai. Ai. Hair. Tiếp tục vào tớ nào. Răng nào. Yeah, tiếp tục vào tớ. Cái gì đây? Mặt. Yeah, mặt. Viết đây nào. Thêm chữ gì? F là gì? Yeah, gì? Face. Ok, tiếp tục cái gì đây? Cô lại cho cái màu Shizuka ở đây. E với A gì? Tiếp tục cái gì đây? Má gì? Là gì? Cờ. Cờ ia yết. À cờ ia yết. Cờ cờ ia ca đi. Ca. Đôi má không? Cái gì đây? A m. A, A với M. A R M. Cái gì đây? Hát bên nơi. G. Gì đây? A. M. Y với lại G R. Y G R. Finger đúng không? Finger. Y. Y G ấy. Cô biết sát còn tưởng cờ ấy. Rồi em rồi. Bụng gì đây? Con của cô là em với lại O. Rồi chữ gì đây? L với G. Rồi từ gì đây? E hay O đều được nhá. Bởi vì là phi là nhiều, còn food là một. Tiếp tục tờ chữ gì đây? Tờ với Toes. Ok, tiếp tục từ gì đây? Ca với em. Ni là gì? Ni là cái E cờ. Cái đầu gối. Đầu gối nhớ là chữ K không đọc nhá, đọc là ni thôi. Tiếp tục cái gì đây? AK. Yeah. Neck. Tiếp tục cái gì đây? AK. A với từ K. 27. Hơ. Hơ. HU đấy à? HU đấy à? HU đấy à? E. HU. Đấy anh. Shoulder là gì? Ok nào, dùng gì để nhìn? Eyes, nhớ đôi mắt thêm S ha. Tiếp tục dùng gì để nghe? Ears. Dùng gì để nói chuyện? Mouth. Dùng gì để... Cái gì ở giữa mặt đây để ngửi mùi? Nose. Mũi. Tóc, mắt,
Mũi, mồm, tai thì đều trên cái gì? Face, face. Face. Bạn có hai gì để đi bộ? Leg. Bạn có hai gì? À, có tay ở cuối cái gì đây? Cánh tay. Your arm. Oh. Có năm cái gì trên mỗi bàn tay và có năm gì ở mỗi bàn chân? Ngón tay. Hai. Finger. Tiếp, năm gì ở chân? Toes. Finger. Toes. Toes. Tiếp tục, cái gì bị đau thì phải đi bác sĩ. Teeth. Răng. Cái răng này là nhiều nha, nên là từ hold không thêm s. Còn nếu mà dùng từ tooth thì phải hớt thêm s. Tiếp tục, đeo khăn quàng cổ khi trời lạnh. Neck. Cổ, cái cổ. Neck. Neck. Ok. Nào, mặt của tôi tròn, tôi có một cái gì? I have gì? I have a round face. A round face. Cái này đọc là face nhá, nếu phải có S. Tiếp tục với tớ nào, tôi có. I have a small even teeth. Even teeth là gì đấy? Bảy cái răng. Đâu even mà. Even là đều. Răng nhỏ và đều. Sao có bảy răng thôi ông? Tôi có một chiếc mũi thẳng. Nói sao con bảo? Cái gì là cô ấy gì? Si. À đúng rồi. Thế trên này phải anh ấy chứ. Không, trên gì? He gì? He has. Yes. Ok. She has a strange nose. Tôi có tớ. Gì đây? They have dark brown high eyes. Hi. Tiếp năm. I have a good and black hair. We nhá. We have curly and black hair. Curly nghĩa là gì con? Mượt đúng không nhỉ? Xoăn. Tiếp Julia nè. Julia has a wide mouth. Wide mouth là gì đây? Wide mouth. Wide mouth là miệng rộng nhỉ? Ok. Rồi. Kia bài này tự viết lại nhá. Vâng. Nào. Bảo ơi, nhìn này. Cô bắt đầu điền cái gì đây? Thô đấy. Ai gì đây? I have. I am. À quên. Tưởng hai bên là bà Đức Anh nào? Have. Yep, tôi rất là nghiêm túc và thân thiện. Am. Am. Bố của tôi. Is. It. Ông ấy. It. It. Ông ấy. It. It. Có. Có mặt tròn chứ sao lại là mặt tròn. Có gì nữa đây? Has. À. Master là gì đây? Dâu quen nó hay sao đó? Tiếp tục tóc thì sao? Tóc thì ít ạ. Tiếp chị của tôi thì sao? Is chicks là gì? Có má. Has. Cô ấy sao? And sao?
Cô ấy, chị ấy thiếu cái từ Rosie xong rồi Jack xong rồi Anne Blue xong rồi đến cái chị ai. Không, cái này chắc là nó bị ấy đấy. Nó bị cách nhầm đó nhá. Không điền nữa đâu. Tiếp, chỗ này là gì? Blue eyes là mắt xanh rồi. She gì đây? She is funny. Tiếp tục, hai anh trai sinh đôi của tôi sao đây? Tiếp họ có gì đây? Have. Mắt sao? They are. Tiếp tục, họ đeo kính đúng không? Have. Ok, anh trai tôi rất là năng động. Generous là gì? Nào ngược với generous là gì? Generous. Lười biếng. General là tốt bụng, ngược với tốt bụng là gì? Xấu tính à? Man luôn gì? Yeah luôn. Mean. Mean nhé, đọc là mean nhá. Hardworking là gì con? Chăm chỉ. Chăm chỉ. Ngược với chăm chỉ là gì? Lazy. Lười. Lazy. F. Tiếp tục. Nhớ học hết những cái từ này không sao, chị kiểm tra được chưa? 24 từ. Outgoing nghĩa là gì? Ca. Cởi mở dễ gần thì xấu hổ đâu. Ok, ca là shy. Tiếp tục, thông minh ngược với gì? Ngu ngốc. Đó nào? Lờ lính. Funny. Stupid. Serious, nghiêm túc. Với lại là cẩu thả. À, cô năm mới lờ chị. Năm là gì? G á, thiếu kiên nhẫn á. Không. Đi tiếp đi rồi đi xem. À, lịch sự ngược với thô lỗ đâu? À đúng nhỉ. Tiếp tục thân thiện với không thân thiện đâu? D. D. Tốt bụng với không tốt bụng đâu? Độc ác đâu? Cruel. Tiếp tục, và tôi cẩn thận với lại không cẩn thận đâu. Correct. Hellas. Tiếp tục, trung thực với không trung thực đâu. Dishonest. Dishonest. Tiếp tục, và tôi kiên nhẫn với không kiên nhẫn đâu. Rồi. Tiếp tục, và tôi chán với lại vui đâu. Chán với thú vị đâu. Interesting. Thế còn lại lại từ gì? Ok. Còn thiếu thừa từ gì? Thừa lờ đi. Ok. Cái này là nghiêm túc, còn cái này là đùa cợt nhá. Funny là đùa, được chưa? Tiếp tục với tớ nào. Điền nhá. Là sporty là gì? Thể thao gì? Okay. Confident. Tự tin. Các từ này chắc chưa? Nào đừng nói điều không tốt cô ạ. Cô ấy có. Sao rất là sao? Công rụt rè đâu gì? Nhạy cảm đâu? Sensitive. Tiếp tục, Tom rất là tốt bụng, anh ấy từ thiện mỗi tháng. Tốt bụng đâu? Generous. Tiếp tục, William không ngừng nói trong lớp, rất là nói nhiều. Positive. Ok. Không nhỉ. Câu số 4. Cô gái trong lớp rất là gì? Xấu hổ, ngại, nói chuyện trước mọi người. Shy. Nặng nha, shy. Tiếp tục, bạn có thể tin anh ấy là một người đàn ông nghiêm túc à? Có thể tin tưởng được. Confident. Tiếp tục, là Harry thích tiệc tùng, thích gặp mọi người rất là gì? Hòa đồng, cởi mở. Outgoing. Outgoing. An là một cô gái gì vui vẻ à?
hay cười. Cheerful. Tiếp tục Jim luôn chắc chắn về khả năng của mình, anh ấy rất sao? À, đáng tin là vào đây, reliable, chỗ này reliable thì chỗ kia mới được điền là confident nhá. Tự tin vào đây em nhá. Confident. Còn reliable cái là người đáng tin cậy. Bạn tốt nhất của tôi rất là thể thao, chơi được đủ các môn. Sporty. Sporty. Tiếp tục vào tớ nào. Không, 10 chị của tôi gì? Muốn biết nhiều mọi thứ, rất là tò mò là gì? Curious. Ok. Làm tiếp trang 32 đến 40 nhá. Vâng. Thứ 6. Bye bye. Nhớ làm bài đi Bảo nhá. Vâng, cô.